A về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay A về danh. Chào mừng tất cả các con học sinh thân yêu đã đến với tiết tiếng Việt lớp 1, bộ sách Cánh Diều. Cô Trang rất vui khi được đồng hành cùng chúng mình trong bài học ngày hôm nay đấy. Trước khi bắt đầu buổi học thì chúng ta sẽ cùng khởi động với một trò chơi nhỏ nhỏ sau đây. Trò chơi của cô mang tên Bảo vệ vườn bí ngô. Các con ơi, vườn bí ngô đang bị các mụ phù thủy xâm chiếm. Chúng mình hãy trả lời thật đúng các câu hỏi sau đây để bảo vệ vườn bí ngô nhé. Đầu tiên nào, chúng ta sẽ cùng xem câu hỏi số 1 là gì. Điền vần oan hoặc oát thích hợp vào chỗ chấm môn chấm chấm chấm. Từ này tiếng này chúng mình sẽ điền vần gì? A là vần oát, B là vần oan. À đúng rồi, chúng ta sẽ điền vần oan đáp án. Các bông hoa sẽ bắn ra các quả bí ngô để tiêu diệt mụ phù thủy này. Chúng mình cùng... Tiếp tục câu hỏi số 2. Điền vần oan hoặc oát thích hợp vào chỗ chấm 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 mồ hôi. Tiếng này chúng mình sẽ điền vần gì? Vần oát hay vần oan? À, từ này chính xác, nó sẽ là toát mồ hôi. Và vậy ở đây chúng ta sẽ điền vần oát đáp án A. Tiếp tục nào, câu số 3. Con chấm 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 trò giỏi. Trong tiếng này thì chúng mình sẽ điền vần oát hay vần oan? À, đây có âm ngờ đầu tiên này. Câu này đúng sẽ là con ngoan trò giỏi. Do vậy ở đây chúng ta sẽ điền vần oan đáp án B. Cô Trang xin chúc mừng tất cả các con vì đã bảo vệ thành công vườn bí ngô. Còn bây giờ, đã sẵn sàng tham gia buổi học ngày hôm nay chưa? Bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ được học hai vần mới trong tiếng Việt nữa. Đó là vần oăn và vần oắt. Bài 120, oăn, oắt. Trước hết, chúng mình sẽ cùng đến với phần làm quen. Cô có vần thứ nhất, đó là vần oăn. Vần oăn gồm có âm o đứng trước, âm á đứng giữa, âm n đứng cuối và được đánh vần là o á n oăn oăn. Tiếp tục, cô có vần mới thứ hai, đó là vần oắt. Vần oắt gồm có âm o đứng trước, âm á đứng giữa và âm tờ đứng cuối và chúng mình sẽ đọc là o á tờ oắt. Quắt. O, á, tờ, quắt. Quắt. Oăn và oắt là hai vần mới. Tiếp tục nào, quan sát các bức tranh sau đây. Bức tranh cô đang chỉ ở đây vẽ một bạn nhỏ và chúng mình hãy cùng chú ý đến mái tóc của bạn nhỏ này. Tóc như vậy người ta gọi là tóc xoăn các con ạ. Và vậy cô có từ đầu tiên, đó là từ tóc xoăn. Trong từ tóc xoăn thì có tiếng xoăn chứa vần mới trong bài học là vần oăn. Cô sẽ phân tích tiếng xoăn như sau. Tiếng xoăn gồm có âm sờ đứng trước, vần oăn đứng sau và đọc là xoăn. Vậy thì tiếng xoăn sẽ được đánh vần như thế nào đây? Đó là sờ oăn xoăn, xoăn. Sờ oăn xoăn, xoăn, tóc xoăn. Tiếp tục chúng mình quan sát đến hình ảnh thứ hai. Hình ảnh thứ hai vẽ một biển báo và đây là biển báo cảnh báo nguy hiểm và biển báo này cho chúng ta biết rằng ở đây có một chỗ ngoặt. Cô có từ đó là chỗ ngoặt. Trong từ chỗ ngoặt thì có tiếng ngoặt chứa vần mới đó là vần oắt.
Chúng ta sẽ cùng phân tích tiếng ngoặt nhé. Tiếng ngoặt gồm có âm ngờ đứng trước, vần oắt đứng sau và thành nặng phía dưới âm á. Tiếng ngoặt sẽ được đánh vần là ngờ, oắt, ngoắt, nặng, ngoặt. Ngoặt. Ngờ, oắt, ngoắt, nặng, ngoặt. Ngoặt. Chỗ, ngoặt. Vậy là chúng mình đã được làm quen với hai vần mới, hai tiếng và hai từ trong vần mới đó. Hãy cùng đọc lại với cô nào. Oăn, xoăn, tóc, xoăn, quắt, ngoặt, chỗ, ngoặt. Tiếp tục chúng ta sẽ chuyển sang bài số 2. Bài số 2 yêu cầu chúng mình tìm từ ngữ ứng với hình. Cô có tất cả là 5 hình và tương ứng là 5 từ ngữ. Cùng quan sát các bức hình nào. Cùng quan sát đến bức hình đầu tiên. Bức hình vẽ khung cảnh của một đêm khuya. Bức hình thứ hai nào? Đây chính là con mèo. Và chúng mình hãy chú ý đến cái đuôi của nó nào. Đang ngoe nguậy, ngoắt vào trong đúng không nào? Bức tranh số 3 vẽ hai bạn nhỏ đang chơi một trò chơi. Chúng mình có biết bạn đang chơi trò chơi gì không? Đây là trò chơi ẩn tù tì các con ạ. Bức tranh số 4 nào? Bức tranh số 4 vẽ hình ảnh của bạn nhỏ. Và hãy cùng nhìn dáng đi của bạn. Bạn đi rất nhanh các con ạ. Và bức tranh số 5 vẽ một sợi dây bị xoắn lại với nhau. Và cô có các từ sau. Khuya, khoắt, dây, xoắn, ngoắt, đuôi, oẳn, tù, tì, đi, thoăn, thoắt. Chúng ta sẽ cùng nối tương ứng nhé. Đầu tiên, cô sẽ nối từ khuya khoắt với bức tranh số 1. Chúng ta vừa phân tích rồi. Tiếp theo, từ số 2, dây xoắn, cô sẽ nối với hình ảnh số 5. Ngoắt đuôi chính là động tác của con mèo, cô sẽ nối với bức tranh số 2. Oẳn tù tì, đây là trò chơi mà hai bạn nhỏ ở bức tranh số 3 đang chơi. Và cuối cùng, đi thoăn thoắt là dáng đi của bạn nam ở bức tranh số 4. Vậy là bài tập số 2 chúng ta đã cùng nhau hoàn thành xong rồi. Cùng chuyển sang bài đọc nào. Bài đọc ngày hôm nay của chúng mình có tên là Cải xanh và chim sâu. Hãy cùng lắng nghe cô đọc mẫu bài tập đọc này trước nhé. Sáng sớm, chim sâu bay đến vườn cải. Cải xanh lau bầu. Để em ngủ. Chim sâu buồn bã bay đi. Nào ngờ, lũ sâu rủ nhau đến cắn cải xanh. Cải oằn mình chống đỡ. Lá cải ngoắt phải, ngoặt trái, nhưng không đuổi được sâu. Cải rũ xuống, mềm oặt. Chim sâu vội bay đến, thoăn thoắt bắt sâu. Cải không đau nữa. Từ đó, cải và chim sâu thành bạn thân. Theo bà chúc cháu ngủ ngon, Minh Thâm kể. Vậy là vừa rồi cô đã đọc mẫu cho chúng mình nghe bài đọc Cải xanh và chim sâu. Bài đọc nói về bạn cải xanh vì mải ngủ mà đã đuổi chim sâu đi và kết quả đã bị lũ sâu đến cắn. Và cuối cùng, nhờ có bạn chim sâu giúp đỡ, cải đã được giải thoát. Từ đó, hai bạn trở thành bạn thân của nhau. Chúng ta sẽ cùng lưu ý đọc cho cô những từ sau đây. Lầu bầu. Lầu bầu. Oằn mình. Oằn mình. Ngoắt phải. Ngoắt phải. Ngoặt trái. Ngoặt trái. Thoăn thoắt. Thoăn thoắt. Cùng quan sát đến từ mà cô đang bôi đỏ đây, chúng mình có hiểu ngoắt phải nghĩa là gì không? Ngoắt phải có nghĩa là quay một phát rất nhanh về phía bên tay phải. Vậy còn ngoặt trái thì sao nào? Ngoặt trái cũng tương tự như vậy, có nghĩa là quay rất nhanh về bên tay trái.
Thoăn thoắt nghĩa là động tác của bạn chim sâu rất nhanh nhẹn. Hãy cùng xem bài đọc có tất cả là bao nhiêu câu nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 và 11 câu. Cùng cô đọc từng câu trong bài tập đọc nào. Cải xanh và chim sâu. Sáng sớm, chim sâu bay đến vườn cải. Cải xanh làu bầu. Chúng mình cùng đọc nào. Để em ngủ. Chim sâu buồn bã bay đi. Nào ngờ lũ sâu rủ nhau đến cắn cải xanh. Cải oằn mình chống đỡ. Lá cải ngoắt phải, ngoặt trái, nhưng không đuổi được sâu. Cải rũ xuống mềm oặt. Chim sâu vội bay đến, thoăn thoắt bắt sâu. Cải không đau nữa. Từ đó, cải và chim sâu thành bạn thân. Vậy là chúng mình vừa cùng nhau đọc từng câu trong bài đọc rồi. Cô hy vọng rằng về nhà chúng mình sẽ đọc lại thêm nhiều lần nữa để có thể thật thơ và thành thạo bài đọc này nhé. Hãy trả lời câu hỏi sau đây của cô. Nói tiếp ý còn thiếu để hoàn thành sơ đồ tóm tắt chuyện. Cô có sơ đồ tóm tắt chuyện như sau. Đầu tiên, cải xanh ngái ngủ, xua chim sâu đi. Câu 2, lũ sâu 3 chấm. 3. Chim sâu bay đến cứu cải xanh. 4. Từ đó, cải xanh và chim sâu 3 chấm. Vậy chúng mình sẽ điền những từ nào còn thiếu vào câu 2 và câu số 4 đây? Câu chuyện bài tập đọc của chúng ta nói về bạn cải xanh ngái ngủ nên đã xua bạn chim sâu đi. Thật không may, lũ chim sâu đã mò đến để cắn cải xanh. Vậy ở đây cô sẽ có câu như sau. Lũ sâu đến cắn cải xanh. Sau khi lũ sâu đến cắn cải xanh đã phải chịu vô cùng đau đớn các con ạ.
Và may thay, bạn chim sâu đã bay đến để cứu cải xanh. Và từ đó trở đi, cải xanh và chim sâu trở thành bạn thân. Tiếp tục nào, chúng ta sẽ cùng chuyển sang phần thứ tư, tập viết. Các con sẽ cùng viết vần đầu tiên, đó là vần oăn và từ tóc xoăn. Hãy cùng xem bạn tập viết nào. Chúng ta sẽ cùng tập viết vần thứ hai, đó là vần oắt và từ chỗ ngoặt. Các con cùng xem bạn tập viết nhé. Bây giờ hãy lấy vở ô ly cùng với bút và tẩy ở trên bàn, ngồi thật ngay ngắn, viết thật đẹp và nắn nót cho cô hai vần và hai từ này nhé. Và bài học ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các con trong những video bài giảng lần sau. Khóa học Việt Rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Rách.